Dạ vâng, chào mừng quý vị và các bác yêu âm thanh, yêu cả nhà khắp mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với kênh truyền thông chính thức của bên Cốc Cốc Audio chúng em. Trên màn hình của quý vị và các bác đây thì đây chính là cặp loa loa tay trả lời Bát 20. Và cặp này em đang test cho anh Phạm Văn Khang ở thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. JBL L2 giá 1,8 triệu và bác ấy đã chuyển khoản bên em là 500.000 đồng rồi và còn thu là 1,3 triệu nữa. Vâng, cảm ơn anh Khang rất là nhiều đã tin tưởng ủng hộ Cốc Cốc Audio chúng em. Cặp loa này thì như hiện tại là em đang đóng y căng lại. Đấy, em đang đóng y căng lại. Ở mặt trên và mặt dưới của nó thì màu gỗ quý vị nhé. Đấy, mặt trên và mặt dưới thì màu gỗ. Còn đây, sẽ tháo e căng ra nhé. Khi mà em tháo e căng ra thì quý vị và các bạn có thể nhìn thấy là ở trên một thùng loa này thì nó sẽ có là ba loa. Đấy, một loa Bát 20 này và một âm trung, một âm chép. Đấy, hai lỗ thông hơi thì được các kỹ sư và các nhà khí động học thiết kế nó ở phía trước. Cho nên là khi mà các bác đứng ở trước loa, các bác nghe nhạc hay là các bác hát karaoke thì các bác có thể nghe thấy cái cặp loa này nó rất là có lực. Và rất là nhiều bác cũng đã so sánh cặp loa JBL L2 này với lại những cặp loa mà Bát 20 khác, những cặp loa lời Bát 20 khác. Thì cặp loa này vừa là hàng bãi xịn, vừa rẻ tiền, hàng bãi xịn mà chất âm lại hay. Trong khi đó nó lại được trang bị là ba đường tiếng, được trang bị ba đường tiếng, chất âm cực kỳ là hay. 1,8 triệu đồng cho cặp loa JBL L2 này. Thì các bác có thể ghép cùng với lại những cặp loa Bát 20, Bát 25 và Bát 30 thì đều được. Hoặc là những bác nào mà đang có không gian phòng tầm 25m² đổ lại, các bác có thể ghép cùng với lại cặp loa trợ lời này. Các bác chơi độc lập luôn các bác nhé. Đấy. Và đặc biệt hơn là cặp loa này nó không kén chọn những dòng âm ly, những dòng thiết bị như là cục đẩy công suất hay là vang liền công suất, không hề kén chọn. Bởi vì cặp loa này thì với mức công suất là 350W max thì các bác hát karaoke ở trong những gian phòng mà từ 25m² đổ lại thì vô tư rồi. Đấy, những tiệm nhỏ rồi là những shop nho nhỏ, hoặc là các bác chơi cà phê sân vườn thì các bác xài loa này thì đều được, giá thành rẻ và chất lượng lại hay, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Bây giờ em sẽ test một đoạn nhạc cho quý vị và các bác cùng nghe cặp loa của anh Khang ở trong Thanh Hóa quý vị nhé. Đấy, cặp loa này thì em test xong chút xíu nữa sẽ đóng hàng gửi cho anh Khang ở trong Thanh Hóa cặp loa này. Đây, bây giờ em sẽ test thử nhé. Thank you.
các bác có thể nghe thấy cái tiếng bát của nó rất là ấm đúng không ạ? Tiếng bát rất là ấm và âm trung rất là trong trẻo. Còn ông chép thì tanh tách luôn, nghe rất là sướng. Vâng, và đây là cặp loa của anh Khang ở trong Thanh Hóa các bác nhé. Các bác đang muốn sở hữu cho mình cặp loa trợ lời này, hoặc các bác đang có bất kỳ những khúc mắc hay là đang quan tâm dòng sản phẩm audio, dòng âm thanh nào, các bác liên hệ một trong hai số điện thoại trên tấm biển giúp em. Bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho quý vị và các bác nhé. Còn bây giờ xin phép em được khép lại video tại đây. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác ạ.